Xã Điền Hòa, huyện Phong Điền từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng mai. Những năm qua, cùng với các phong trào chủ nhật xanh, mai vàng trước ngõ, người dân Điền Hòa đã chú trọng hơn đến diện mạo cảnh sắc của làng quê, chứ không còn đơn thuần là trồng mai trong các vườn nhà. Đến với địa phương trong thời điểm này, người dân và du khách như lạc vào thế giới của mai vàng, đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Ai ơi nhớ ghé Điền Hòa, 20 tháng chạp, quê nhà hồi mai. Những ngày giáp Tết, tại làng mai xã Điền Hòa, không khí của mùa xuân dường như đến sớm hơn. Những chùm mai vàng nở rộ cả một làng quê. Tranh thủ tiết trời nắng đẹp, anh Nguyễn Văn Tám có thâm niên trồng mai cảnh hàng chục năm của làng, phấn khởi ra vườn mai, vừa chăm sóc, vừa ngắm nghĩa các chùm mai vàng rực, thơm ngát. Từ đồ xuống về thì hoa mai vàng nở rộ cả vườn. Thì hàng buổi sáng thì chúng tôi ra ngắm, vừa ngắm mai vàng, vừa uống nước, thưởng thức nước trà, rất là tuyệt vời. Nói chung, cái đặc sắc của cái mai vàng Điền Hòa nở rất là tươi, rất là vàng, rất là đẹp, rất là thơm, rất là dễ chịu. Làng mai Thế Chỉ Tây ở xã Điền Hòa nổi tiếng xưa nay ở nghệ thuật tạo thế và dáng của cây. Cách chơi mai cũng thể hiện cổ cách của con người nơi đây. Có những gốc mai già vài chục tuổi, thậm chí cả trăm năm tuổi đã gắn kết với nghệ nhân cả cuộc đời. Mai ở Điền Hòa có nhiều loại như hoàng trúc mai, hoàng diệp mai, diệp cúc mai. Trong đó hoàng trúc mai là giống hiếm nhất, vốn rất thích hợp với vùng đất cát, nên mai vàng Thế Chỉ Tây màu vàng tươi, bông to, hương thơm dịu dàng và rất lâu tàn. Năm nào vậy, khi mà đã có một cái hồi mai về là quê hương nó nổi thêm, đẹp thêm là làm chủ. Nói thẳng đã vừa đẹp, vừa là xây dựng một cái thương hiệu của xã. Tết đến thì mái của nhà tôi với là nhà là nở đều nở khoe sắc sương hết á. Tạo cái không khí Tết là nó vàng rực cả cái làng xã. Làng nghề mai cảnh Thế Chỉ Tây của xã Điền Hòa được công nhận làng nghề truyền thống vào năm 2019 và cũng từ đó được du khách nhiều nơi biết đến hơn với nghề trồng mai cảnh. Hiện nay toàn xã có gần 500 hộ của 11 thôn trồng mai. Nhiều cây mai cảnh đã theo lải buông người chơi hoa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Sau khi mà xã đã quy hoạch các cái vùng mai rồi, thì sau này các cái vườn mai như vậy lớn lên thì sẽ là đây là một cái điểm để hướng cái khách tới tham quan và mở những cái hội chợ mai. Điền Hòa sẽ mở các cái hội chợ mai để cho du khách vừa đến tham quan có thể là mua bán tại các cái địa điểm này luôn. Vì vậy là để tạo cái nguồn thu nhập và nói được là cái nét cái đặc trưng riêng của cái mai Điền Hòa để quảng bá trên toàn quốc. Không khí Tết đã bắt đầu chạm ngọ, sắc vàng hoa mai ngập tràn, tô thắm cho không khí Tết đang đến rất gần. Giữa rừng mai khoe sắc, người ta thấy cả những nụ cười như được mùa hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ của người dân nơi đây.